miếu rõ ràng, nghìn năm phương, nghìn năm miếu rõ ràng. Ngũ phương bàn cảnh chúa bà năm phương, ngồi đền thờ chúa âm thanh ngay cảnh vắng nghi thu hiếu tình. Cảnh là sinh sao đôi bên, long hổ đua vào. Đôi bên long hổ châu vào, có cây cổ thụ tốt tươi rườm rà. Đang nửa đêm cánh ba giờ tí hiện ra người mỹ nữ thần tiên, đội nón dâu áo trắng chân hai cương. Nón dâu áo thắm hai cương, gọi phụ xe trả tiền nì bằng giấy biết đi chúa bà, miệng lấy tay vang chùa thường những kẻ cơ. Chúa thương những kẻ tâm hầu chúa độc tài đê, những người ăn nói xa hoa chúa sai thị nữ thu ba hồn về. Đêm nằm mơ thấy ma cùng quỷ chúa làm cho miệt vì chân tay phải đi thỉnh thánh mời thầy tìm ra quẻ bói về tay chùa bà. Biết biết chúa dài tới kêu ngày chúa ban cho nước xuôi canh cây khỏi liền, không biết biết đến chúa chúa còn của cỏ cơ. Không biết biết đến chúa chúa còn của con cơ. Ra thân vào thờ biết biết phép phép chúa chưa cùi xin chúa đại xá cho đồng con nhầm nỗi con dài ấy. Chiều thủ mây nắng chiếu lưng đèo,
gọi nhau. Bước ai sáng tỏ bên non, trên một bầu xu xác tốt tươi dương xa. Lên trên ngàn, đi lên trên ngàn năm qua nhiều khi à. Cho trăm họ giờ sang đời đời, đem cho trăm họ đời đời giờ sang. Chân người đã bước tới đâu, gieo mầm nhân nghĩa bác bác dịp cầu vinh quang. Thank you.
hồ chúa lộc lộc tài đề đa. Những người ăn nói sai hòa, chúa sai định nữ thu ba hồn về. Sao loạn thành ra hồi cùng.